Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện, motor điện. Hôm nay mình xin giới thiệu Comle một bộ động cơ không chổi than, có giảm tốc 48V 750W. Bộ này thì có sức kéo là lên đến 300 cho đến 500kg và có thể kéo đến 700-800kg tùy theo cái tải trọng và cái tỷ số nhông truyền về nhông sau. Chọn cái bộ sản phẩm này bao gồm một con động cơ, một con chân ga, một con điều khiển loại tốt. Loại điều khiển này là điều khiển 45A, 45A thật chứ không phải là 45 hay 40A của dòng xe máy điện. Con điều khiển này nó rất khỏe và mới đáp ứng được cái động cơ loại này. Một cái tay đảo chiều và một cái đồng hồ báo điện 48V. Cái nhông xích của thằng này nó dùng nhông xích của xe máy cho nên là mình không đưa vào trong bộ này, bởi vì hầu như khách hàng đều có và đều tận dụng được những cái nhông xích của xe máy cho nên là mình không đưa vào đây. Và xin lưu ý thêm là nếu như cần khỏe thì bên mình có một cái nhông cũng của xe máy nhưng nó 47 răng. Cái nhông đó là giá 80.000 đồng. Nếu như anh em mua thì lưu ý để mình sẽ tính tiền và mình gửi cùng cái bộ này. Ngoài ra thì bộ này nếu cần bổ sung thì sẽ thêm một cái sạc. Cái sạc ở đây mình cũng không đưa vào luôn, là bởi vì nó phụ thuộc vào cái bình ắc quy mà khách hàng sử dụng. Nếu như sử dụng bình to thì mình lắp sạc to, bình nhỏ thì dùng sạc bé. Đối với cái bộ khỏe này thì bình từ 20A trở lên, và theo khuyến cáo thì cũng phải tầm 40A thì nó mới chạy, nó mới đạt hiệu quả. Còn 20A thì hơi bé. Một số cái thông số về cái sản phẩm thì ở một video trước thì về các cái kích thước của cái tay đảo chiều thì đã được chi tiết cụ thể. Ở trong video này thì mình xin đi sâu về cái động cơ. Cái động cơ này là động cơ hàng chuẩn của dòng Olive Motor. Mình đã có nói ở cái video 48V 500W thì để cách phân biệt về hàng chuẩn thì các bạn có thể xem chi tiết hơn ở cái video cái động cơ 48V 500W cũng không chổi than, có giảm tốc. Con động cơ này thì nó cân nặng của nó là 6,7kg. Đấy, thì để tránh phải những cái công suất ảo thì anh em thường thường là để ý đến cái trọng lượng của cái động cơ. Những cái động cơ nhỏ thì nó sẽ nhẹ hơn, người ta có thể dán tem công suất lớn vào. Thì mình phân biệt bằng cái cân nặng là một. Thứ hai là ở trên cái sườn của cái motor thì bao giờ nó cũng có in dập chìm. Như cái con motor này thì cái sườn bên này của động cơ là nó in chìm ở phía bên dưới này. Đấy, thì những cái dòng in chìm như thế thì những cái cơ sở tư nhân người ta sẽ không bao giờ làm được như vậy. Con động cơ này thì cái thông số của nó là điện áp đầu vào là 48V. Vòng tua đầu ra là 480 vòng trên phút. Và công suất chuẩn của nó là 750W. Và các cái kích thước cơ sở của cái động cơ này thì kích thước phổ bì của cái động cơ này là 27cm. Chiều cao của cái động cơ này là 17cm. Và cái chiều dài thân động cơ chính của nó là 12,5cm. Cái phần hộp số đây là hộp số đen thì mình không tính. Đấy, kích thước chân đế theo chân con ốc lọ sang con ốc kia là 8cm, nó giống con 500W. Kích thước từ chân đế bên này qua chân đế bên kia là 17cm. Đấy, các thông số rất là cụ thể. Cái nhông trên này là nhông dùng chung cho xích xe máy. Nó thường dao động từ 14 đến 16 răng. Đấy, như con này là 14 răng.
và có thể yêu cầu 12 răng để cho nó khỏe. Ở bên mình thì chuyên bán những cái hàng động cơ của Uli Motor. Đấy, hàng rất là chuẩn. Những cái hàng ở trên thân đầu động cơ này, nó có cái biểu tượng hình tam giác nổi. Trên cái tem này nó cũng có biểu tượng hình tam giác nổi. Và bên thân sườn bên trái có in chìm. Đấy là những cái đặc điểm nhận dạng của dòng động cơ chuẩn. Chọn một cái bộ sản phẩm này thì đang có giá hiện tại là 3.150.000 đồng, rất là rẻ. Nếu như các bạn mua một cái sạc loại 20A thì giá là 150.000 đồng. Cái sạc dành cho bình 40 đến 45 đến 50A thì có giá là 350.000 đồng. Và cái sạc dành cho bình từ 80A cho đến 200A thì các bạn liên hệ trực tiếp, cái sạc đó thì rất là to. Cước gửi một bộ như thế này nó dao động từ khoảng 100 cho đến 150.000 đồng. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Sau đây mình sẽ quay chi tiết cái động cơ để cho các bạn làm xe tham khảo.